Thì nội dung nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là trên đường tiêu hóa. Thì hôm bữa đâu tính nói mấy em làm cái NSAID đó, thì giờ sẵn đây nói cho mấy em luôn. Với cái thứ hai là điều trị giảm đau cho bệnh nhân có bệnh gan mãn và xơ gan. Thì đây là các pháp nhóm thuốc giảm đau của mình. Thì nhóm nhóm đau không áp viện và áp viện. Thì không áp viện cái thuốc là acetaminophen và paracetamol đó, thì mình gặp rất là nhiều ha. Thứ hai là thuốc kháng viêm nonsteroid. Thứ ba là nhóm thuốc chống trầm cảm, như là chống trầm cảm ba vòng, hoặc là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc, hoặc ức chế tái hấp thu norepinephrine, mình hay viết tắt là SSRI hoặc SNRI. Rồi nhóm thuốc chống động kinh mình cũng thấy sử dụng là như một cái nhóm thuốc giảm đau như gabapentin, hay là ribavalin, những cái thuốc các bạn cũng hay sử dụng rất là nhiều. Và nhóm opioid, đấy là những cái nhóm thuốc giảm đau. Thì đây là cái cơ chế đường đau. Đau thì mình có hai con đường ha, một con đường hướng tâm và một con đường là con đường ly tâm ha. Thì những cái con đường hướng tâm là những cái nhóm thuốc mà nó liên quan đến muốn nhóm thuốc mà nó liên quan đến những cái con đường mà dẫn truyền cái cảm giác, cảm nhận từ ngoại vi đến não á, để cảm nhận giảm đau. Sau đó nó sẽ theo con đường ly tâm nó đi xuống. Thì mình có hai nhóm thuốc này, nó sẽ ảnh hưởng đến hai con đường khác nhau. Thì thành ra trong quá trình đau mình điều trị á, thì sẽ tùy theo là cái đau của nó là đau trung tâm, đau trung ương hay đau ngoại vi, và mình có thể sử dụng những cái thuốc. Đối với cái nhóm thuốc mà ức chế dẫn truyền thần kinh đau hướng tâm á, là những cái nhóm thuốc mà giảm đau về ngoại vi á, thì mình có là acetaminophen, NSAID, lidocaine ha, nhóm opioid. Còn cái nhóm thuốc mà điều hòa cảm giác đau á, chủ yếu là đường thần kinh trung ương á, giống như cái mấy nhóm thuốc mình học điều hòa cảm giác đau đó, thì mình có cái nhóm thuốc thuốc chống động kinh, nhóm thuốc chống trầm cảm ba vòng, hoặc là SSRI, SNRI. À, thì đó là tùy tùy là cái đau nào mà mình sẽ sử dụng những nhóm thuốc. Rồi mình sẽ qua kế tiếp, mình sẽ qua cái phần đầu tiên là cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa trước. Thì ở trên đường tiêu hóa của mình á, thì cái nhóm thuốc mà thường nhất là thuốc kháng viêm nonsteroid. Thì thuốc kháng viêm nonsteroid thì mình biết cái cơ chế của nó rồi, thì mình có cái axit arachidonic đúng không, thì dưới tác dụng của hai enzyme cấp 1 và cấp 2 thì nó chuyển hóa thành bên đối với đường tiêu hóa là prostaglandin. Prostaglandin được xem như là một chất bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đối với tiểu cầu thì thrombosan nó có tác dụng làm liên quan đến cầm máu. Ngoài ra cái prostaglandin mà không phải trong đường tiêu hóa thì nó liên quan đến vấn đề đau, vấn đề viêm và vấn đề sốt. Do đó khi mình sử dụng những cái thuốc kháng viêm chế cốc, nếu mà không chọn lọc cả cốc 1, cốc 2, thì khi mình ức chế luôn có quá trình viêm, đau và sốt thì mình ức chế luôn cả cái tổng hợp prostaglandin và đường tiêu hóa. Do đó nó có thể gây ra những cái vấn đề về tổn thương đường tiêu hóa vì mình chấp mất cái chất bảo vệ. Thật ra mình có khuynh hướng nếu mà tổn thương tiêu hóa mình hay chọn là cái ức chế cấp 2 thôi, tức là ức chế cái cánh này thôi, để bên này nó ít bị ảnh hưởng được đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì gần đây á, năm 2020 thì mấy em sẽ thấy rất là nhiều cái cơ chế liên quan đến tổn thương đường tiêu hóa nói chung mà ảnh hưởng đến do NSAID gây ra, không chỉ đơn giản là giảm tổng hợp prostaglandin hai đâu, mà nó liên quan đến giảm bất cập của cái thi thể, liên quan đến vấn đề tăng cái pro oxidant tái hoạt, giảm ATP, giảm đề kháng niêm mạc mình biết rồi, giảm luôn cả các chức năng hàng rào bảo vệ chức năng của ruột, tăng tình trạng viêm niêm mạc và tăng quá trình chết theo tế bào, tức là rất là nhiều cơ chế của NSAID nó gây tổn thương đường tiêu hóa, nên mà nó ảnh hưởng cả đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới luôn. Đó là những cái cơ chế mới. Và mình biết rằng á, những cái thuốc, đây là cái nhóm thuốc mà liên quan NSAID theo cái kiểu chọn lọc cấp 1 hay là cấp 2 ưu thế. Thì hướng về mũi tên càng nhiều á, thì mình sẽ đẩy chuyên về ức chế cấp 2. Còn hướng về cái đáy mũi tên á, thì là chuyên về ức chế cấp 1.
thì cái đặc trưng của cái ức chế cấp 2 mình biết rồi là celecoxib ha. Còn về ức chế cấp 1 á, ketorolac là ức chế hoàn toàn cấp 1. Ngoài ra nó có nằm ở giữa giữa cấp 1 và cấp 2, cả hai luôn, là naproxen, ibuprofen ha. Đây là cái nhóm thuốc để mình biết. Kế tiếp là những cái biến chứng của đường tiêu hóa trên và dưới, thì mấy bạn thấy là cái biến chứng của đường tiêu hóa trên và dưới thì nó theo cái hướng là nếu mà ức chế cấp 2 càng ức chế cấp cấp 1 càng nhiều á, thì cái khả năng mà gây tổn thương đường tiêu hóa càng cao. Ví dụ cái thuốc đầu tiên là acelophenac ha, thì cái nguy cơ của nó là 1.4 thôi, là cái nhóm mà ít nhóm ức chế cấp 2. Celecoxib là ức chế cấp 2 chọn lọc thì nguy cơ của đường tiêu hóa chỉ là 1.5 thôi. Nhưng mà đi hướng về phía này, ví dụ như ketorolac là ức chế cả cấp 1 và cấp 2 luôn á, thì cái nguy cơ nó lên đến 11.5 lần. Ha, 11, hoặc là piroxicam, mấy bạn thấy cái nguy cơ của nó đến 7.4 lần. Như vậy để mình biết rằng đối với đường tiêu hóa, những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa thì mình nên chọn những cái nhóm thuốc về ức chế cấp 2 để cái nguy cơ biến chứng của nó ít hơn biến chứng cả tiêu hóa trên. Ở đây là tiêu hóa trên nha. Cái tổn thương tiêu hóa trên thì người ta thấy rằng là 30 đến 50% có tổn thương trên nội soi, tức là những bệnh nhân này khi sử dụng NSAID soi á, mình sẽ thấy có xuất huyết dưới niêm, trợt và loét. Đây là những cái tổn thương thực thể đó, tức là khi mình soi mình phải thấy như vậy. Còn nếu mà chỉ viêm hoặc là phù nề hoặc xung huyết thì người ta đây không gọi là có tổn thương. Nếu là bạn thấy chỉ viêm nhẹ, xung huyết nhẹ, phù nề nhẹ thôi là coi như cái nội soi nó không có giá trị, không có phải là một cái tổn thương thực thể. Nhưng mà tổn thương được định nghĩa trên nội soi mà cũng được tiêu hóa do NSAID á, là phải có hoặc là xuất huyết dưới niêm hoặc là viêm trợ hoặc là loét. 40% thì nó có triệu chứng đường tiêu hóa trên. Có triệu chứng đường tiêu hóa trên, ví dụ như là thường nó có triệu chứng của trào ngược hoặc là triệu chứng khó tiêu. Khó tiêu lại là dyspepsia, mấy em biết rồi đó. Dyspepsia được định nghĩa là cái rối loạn các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa trên, chứ mình dùng từ khó tiêu nó cũng không chính xác. Bao gồm ổ hơi, khó chịu vùng thượng vị, đầy bụng, no sớm và khó chịu sau ăn. 40% sẽ có triệu chứng như vậy, 50% có triệu chứng nhưng mà không có tổn thương. Mấy em nhớ ha, có những trường huống uống NSAID vô bệnh nhân có triệu chứng rất là rõ ràng nhưng khi soi vào nó chỉ trả lời bình thường hoặc là viêm nhẹ, xung huyết, phù nề thôi, thì những cái đó thì là những trường hợp mà vẫn có thể do NSAID gây ra nhưng mà nó không gây tổn thương. Trên 50% biến chứng nghiêm trọng nhưng không có triệu chứng cảnh báo trước, cái này là cái rất là quan trọng. Em thấy bệnh nhân uống NSAID, uống aspirin ha, vô vì xuất huyết tiêu hóa nhưng mà hoàn toàn lúc đó không có triệu chứng cảnh báo, bệnh nhân không có đau thượng vị, không nóng rát, không có những cái triệu chứng gì hết. Chính vì vậy mà khi mình hỏi bệnh nhân có triệu chứng gì không để mình phòng ngừa bằng PPI á, là nó không chính xác. Trong chỉ định phòng ngừa PPI thì mấy em sẽ thấy người ta không có phòng ngừa là khi bệnh nhân có triệu chứng đâu nha. Tại vì khi uống những cái thuốc NSAID này vô, bệnh nhân sẽ mất cái triệu chứng đau, mà thường á bệnh nhân chỉ khai mấy em là đầy bụng, khó tiêu, chậm tiêu thôi. Cái tác dụng phụ quan trọng nhất, nguy hiểm nhất đó là loét và gây chảy máu. Loét nó có triệu chứng hoặc biến chứng và thường nhất là gây xuất huyết tiêu hóa. Cái thủng thì hiện nay nó ít gặp hơn, thủng hoặc là biến chứng gây hẹp mô vị gây tắc thì nó ít gặp, nhưng mà xuất huyết tiêu hóa mình gặp rất là nhiều trên những bệnh nhân sử dụng NSAID, đặc biệt là aspirin ha. Thì 1 đến 2% có biến chứng nghiêm trọng khi dùng NSAID. Đó là tổn thương của tiêu hóa trên. Như vậy để phòng ngừa cái tổn thương tiêu hóa trên thì mình có những cái nhóm thuốc người ta gọi là gastroprotectant, tức là những cái thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Thì cái nhóm thuốc bảo vệ niêm mạc thì nó xếp làm nhiều nhóm lắm, từ nhóm antacid, sulfapharm, rifapimide, ức chế thụ thể F2, ức chế bơm proton và prostaglandin. Thì trong 6 nhóm thuốc này thì hai nhóm thuốc mà được khuyến cáo trước đây á có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, bảo vệ đường tiêu hóa trên với NSAID, đó là ức chế bơm proton và prostaglandin. Đây là cái hướng dẫn điều trị. Mặc dù nó rất là cũ rồi nhưng mà hiện nay mình vẫn chưa có một cái hướng dẫn nào mới về vấn đề phòng ngừa NSAID. NSAID liên quan đến các biến chứng loét thì mấy bạn phải đánh giá nguy cơ ha, để mình phòng ngừa thì mình hoàn toàn đã có nhóm nguy cơ này, hoàn toàn không có triệu chứng đau nhé bạn nha. Đối với nguy cơ đường tiêu hóa do NSAID thì ta chia làm 3 nguy cơ: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Nguy cơ nào mà bệnh nhân có tiền căn loét, có biến chứng trước đây, đặc biệt là mới đây á, ví dụ có biến chứng về xuất huyết do loét ha, thủng do loét hoặc là hẹp mô vị do loét vân vân, thường là suy tiêu hóa, thì đó là nguy cơ cao.
chỉ cần một chỉ cần có tiền căn thôi là coi như là nguy cơ cao, hoặc là bệnh nhân có hai yếu tố nguy cơ thì gọi là nguy cơ cao. Hai yếu tố nguy cơ là có bốn yếu tố nguy cơ dưới đây, chỉ cần có hai trong bốn yếu tố dưới đây thì gọi là nguy cơ cao. Tuổi như vậy trên 65 tuổi là một yếu tố rồi nha mấy bạn nha, trên 65 tuổi là một yếu tố. Thứ hai là sử dụng NSAID liều cao. Thứ ba là tiền căn loét, nhưng mà cái loét là chưa có biến chứng, tức là trước đây tôi soi ra có loét thì coi là một nguy cơ. Kế tiếp là tiền căn sử dụng cùng thuốc, tức là đang sử dụng cùng lúc với aspirin liều thấp hoặc corticoid hoặc là kháng đông. Vậy đa số những bệnh nhân của mình lớn tuổi trên 65 tuổi là có một nguy cơ hết rồi. Nếu chỉ cần thêm một cái nữa là sử dụng corticoid hoặc là sử dụng kháng đông thì coi như là nguy cơ cao. Còn nếu bệnh nhân chỉ có một nguy cơ thôi thì gọi là nguy cơ trung bình. Chỉ khi nào bệnh nhân không có nguy cơ nào hết thì mới gọi là nguy cơ thấp. Như vậy đa số bệnh nhân lớn tuổi đến với mình là nguy cơ trung bình hết. Trong xếp nhóm nguy cơ là hoàn toàn không có triệu chứng đau nha. Người ta xếp nguy cơ là dựa vào tuổi, dựa vào tiền căn và dựa vào hiện tại sử dụng thuốc gì, chứ người ta không dựa vào bệnh nhân có đau hay không đau. Mà thông thường khi mấy bạn đến bệnh nhân hỏi, mấy bạn hỏi có đau bao tử không, à có đau thì phòng ngừa, còn mấy bạn hỏi không đau bao tử là mấy bạn không phòng ngừa lắm, có đúng mình phải xét nguy cơ hết. Nó có ba nguy cơ thì cái khuyến cáo này nó nói cái gì, mấy bạn coi cái màn hình mở ra có to không vậy, nó sẽ trên máy tôi nhỏ xíu xíu nè, các bạn tự mở ra cho nó to ra nha. Sao nó nhỏ? Xét nguy cơ để mình xài thuốc phòng ngừa. Thì khi mình đánh giá để phòng ngừa thì mình sẽ xếp hai nhóm nguy cơ. Thứ nhất là nguy cơ đường tiêu hóa và thứ hai là nguy cơ về tim mạch. Mình coi bệnh nhân đối với nguy cơ tim mạch nó chỉ có hai nguy cơ thôi, là nguy cơ thấp và nguy cơ cao. Nguy cơ tim mạch đó là nguy cơ thấp và nguy cơ cao. Nguy cơ tim mạch thế nào gọi là cao? Nguy cơ tim mạch gọi là cao khi mà nó phải sử dụng aspirin liều thấp để ngăn ngừa những biến cố tim mạch nghiêm trọng, tức là bắt buộc phải sử dụng aspirin để ngăn ngừa những biến cố tim mạch nghiêm trọng. Còn nếu mà không phải bắt buộc sử dụng aspirin, có thể phải sử dụng những thuốc khác thay thế được đó, thì coi như là nguy cơ tim mạch thấp. Thì mấy bạn sẽ xếp nếu bệnh nhân này là nguy cơ tim mạch cao. Nếu nguy cơ tim mạch cao thì mấy bạn tuyệt đối khi sử dụng NSAID. Thì mấy bạn để ý nè. Nếu nguy cơ tim mạch cao nha. À, đầu tiên là nguy cơ thấp trước đi, hai cái thằng nguy cơ thấp trước cho dễ nhớ nè. Nguy cơ tim mạch thấp, nguy cơ tiêu hóa thấp luôn. Thì mấy bạn sử dụng NSAID thoải mái. Ha. Mấy bạn có thể sử dụng NSAID. Thường là mấy bạn chọn lựa một cái NSAID nào mà có hiệu quả, mà sử dụng liều thấp có hiệu quả là được. Tức là không có nguy cơ tiêu hóa được xếp là nguy cơ tiêu hóa thấp, và hoặc là không có nguy cơ tim mạch thì muốn bỏ xài sử dụng gì thì sử dụng mà không cần phải phòng ngừa. Nhưng mà nếu cả hai cùng cao, tim mạch cũng cao mà tiêu hóa cũng cao, mà tim mạch cao á thì không sử dụng ức chế cấp 2 được, mà tiêu hóa cao thì phải sử dụng ức chế cấp 2. Tóm lại khi mà tim mạch cũng cao mà tiêu hóa cũng cao thì tránh luôn, không sử dụng nhóm NSAID, không sử dụng luôn nhóm NSAID. Vì nếu sử dụng NSAID á mà ức chế cấp 2 thì là ảnh hưởng đến tim mạch, mà nếu không sử dụng ức chế cấp 2 thì là ảnh hưởng đến tiêu hóa, nên chọn phương pháp khác không sử dụng NSAID nếu mà cả hai cùng cao. Kế tiếp, nguy cơ tim mạch cao mà nguy cơ tiêu hóa thấp, như vậy là tôi có thể sử dụng những gì, nhóm thuốc NSAID mà không cần phải ức chế cấp 2, và tốt nhất sử dụng naproxen. Và khi sử dụng naproxen mặc dù nguy cơ tiêu hóa nó rất là thấp ha, tức là thấp gần như là không có yếu tố nguy cơ gì hết, cứ sử dụng naproxen thì là phải phòng ngừa bằng PPI và bisoprostol, đúng không? Nếu mấy bạn sử dụng naproxen thì nguy cơ tim mạch cao, thì bệnh nhân này nguy cơ tiêu hóa có thấp, có nghĩa là không có yếu tố nguy cơ nào hết á, thì cũng phải phối hợp với PPI hoặc bisoprostol. Còn nếu mà nguy cơ tiêu hóa cao mà nguy cơ tim mạch thấp thì mấy bạn sử dụng ức chế cấp 2. Ức chế cấp 2 và phối hợp thêm PPI hoặc misoprostol. Như vậy nếu nguy cơ tiêu hóa cao cho dù mấy bạn chọn ức chế cấp 2, mấy bạn cũng phải phối hợp với PPI. Còn nếu nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa là nguy cơ tiêu hóa trung bình. Nguy cơ tiêu hóa trung bình thì nếu tim mạch thấp thì sử dụng NSAID hoặc ha.
Nếu tim mạch cao thì sử dụng naproxen, có nghĩa là nếu mà nguy cơ tim mạch cao thì các bạn nên chọn naproxen. Còn nếu nguy cơ tiêu hóa nó thấp thì nên chọn là gì? Nên, hoặc là nguy cơ tiêu hóa trung bình thì mấy bạn chọn NSAID phối hợp với PPI. Tóm lại, dễ hiểu, dễ nhớ nhất là gì? Ức chế cấp 2 không xài được cho nguy cơ tim mạch cao. Nguy cơ tiêu hóa cao thì là gì? Nguy cơ tiêu hóa cao thì không xài được là gì? NSAID nói chung là phải chọn ức chế cấp 2. Và khi chọn ức chế cấp 2 á, thì phải chọn PPI phối hợp vô. Còn chỉ những tình huống nào mà chỉ trừ tình huống mà mấy em không cần phải phối hợp PPI là chỉ một tình huống duy nhất là người đó hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ tiêu hóa và nguy cơ tim mạch thấp thì bạn muốn chọn NSAID là cũng được mà không cần phải phối hợp. Còn bệnh nhân chỉ cần có một triệu chứng, có một nguy cơ thì được xếp là nguy cơ tiêu hóa từ trung bình, thấp, trung bình và cao. À, trung bình và cao tức là chỉ cần một yếu tố nguy cơ trên 65 tuổi thôi thì các bạn muốn xài thuốc gì xài. Các bạn cũng phải phối hợp với PPI hoặc misoprostol. Như vậy trong cái bảng này người ta sẽ cho mình chọn lựa dựa vào nguy cơ tiêu hóa và nguy cơ tim mạch. Và người ta nói thêm là gì? Tất cả những bệnh nhân bất kể tình trạng nguy cơ gì mà phải sử dụng NSAID kéo dài thì phải test. Sao mới thoát không? Mới bấm cái gì mà cô mất tiêu rồi. Đợi chút xíu, làm sao mất thoát chạy ra ngoài rồi. Mấy bạn nhớ khi sử dụng NSAID kéo dài, các bạn phải làm test. Cái này mình đã nói rồi hết, nói trong bài H. pylori rồi. Tất cả những ca nào phải sử dụng NSAID kéo dài thì phải là tầm soát về diệt trừ Helicobacter pylori. Cái bảng này là cái bảng phân tích tổng hợp cho thấy là so sánh những cái thuốc mà có tác dụng bảo vệ dạ dày trong vấn đề phòng ngừa điều trị loét và biến chứng của loét. Nó là meta-analysis từ những cái trial, những cái RCT, nó rất là có ý nghĩa. Thì cái bảng này nó như bạn mở to ra, các bạn tự coi thì nó có những cái gì. Cái nghiên cứu, những cái nghiên cứu đầu tiên là những cái trial về phòng ngừa loét. Kế tiếp là những cái trial nó điều trị loét. Và cuối cùng là những cái trial nó điều trị những cái xuất huyết tiêu hóa cấp. Thì mình thấy thì sao, kết quả nó như thế nào? Kết quả của nó cho thấy rằng là trong cái thử nghiệm mà phòng ngừa, tức là những cái thử nghiệm chưa có loét mà phải sử dụng NSAID, thì cái thuốc bảo vệ dạ dày nói chung nó có tác dụng làm giảm loét trên nội soi. Mới thấy OR 0,27 rất là tốt, loét có triệu chứng cũng giảm còn 0,25. Số hoạt tiêu hóa trên cũng giảm nhưng mà không giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Và giảm tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa trên đối với thuốc ức chế bơm proton thì cao hơn hết so với các thuốc bảo vệ dạ dày khác. Như vậy trong tất cả các thuốc mình nói về bảo vệ dạ dày á, thì thuốc tốt nhất để bảo vệ dạ dày trong vấn đề phòng ngừa loét đứng hàng đầu vẫn là PPI. Trong cái nhóm thử nghiệm thứ hai liên quan đến vấn đề xuất huyết tiêu hóa cấp thì khi sử dụng thuốc bảo vệ thì người ta thấy rằng là gì, các thuốc bảo vệ dạ dày đều giảm xuất huyết tái phát hết, giảm khả năng truyền máu, can thiệp nội soi và phẫu thuật nhưng không giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Và trong tất cả các này, các thuốc bảo vệ dạ dày thì PPI vẫn có tác dụng bảo vệ cao nhất, cao hơn ức chế thụ thể F2 nha. Như vậy hai nhóm thử nghiệm liên tục đều chứng tỏ PPI hiệu quả nhất. Kế tiếp là trong thử nghiệm điều trị, tức là bệnh nhân này có loét rồi, bây giờ tôi điều trị thì thuốc bảo vệ dạ dày cũng làm tăng khả năng chữa lành vết loét qua nội soi với hiệu quả nó gấp 4, gần 4 lần so với placebo. Trong đó hiệu quả nhất vẫn là PPI ha. Như vậy từ cái meta-analysis này là rất là mới nha em, 2018, thì mình thấy rằng là gì, PPI là thuốc hàng đầu trong vấn đề phòng ngừa điều trị và cả điều trị xuất huyết do loét luôn. Một nghiên cứu mới nữa năm 2019 trong vấn đề hiệu quả của các thuốc ức chế axit và bảo vệ niêm mạc trong vấn đề giảm nguy cơ xuất huyết
đường tiêu hóa ẩn, chảy máu ẩn là tức là chảy máu mà chảy máu rỉ rả, chảy máu vi thể của thuốc kháng viêm đây là một cái nghiên cứu nữa. Còn xương này với hình này ta. Thì nghiên cứu này nó đây là cái nghiên cứu này, mấy em sẽ coi kết quả ở đây. Thì kết quả ở đây sẽ thấy rằng là trong mấy cái nhóm thuốc thì mình thấy cái thuốc mà cái cây cái màu màu cam á, tức là cái mà sử dụng NSAID đơn thuần không phối hợp với thuốc gì hết á, thì nguy cơ chảy máu ẩn là cao nhất, và thấp nhất là cái màu này, cái màu đó là màu xanh lá mạ gì đó, là phối hợp với PPI là nguy cơ thấp nhất so với ức chế thủy tiễu H2, ravipamide, misoprostol nha, và polyethylene là cái thuốc gì của nó đó. Như vậy hiệu quả trong phòng ngừa xuất huyết ẩn vẫn là đứng hàng đầu là PPI. Nghiên cứu này năm 2019 với cái số lượng bệnh nhân là 9.113, monotherapy là 2.600 và NSAID của nó là 6.400. 6.400 là NSAID phối hợp với các thuốc, tức là số lượng bệnh nhân rất là lớn. Rồi, như vậy mình thấy rõ ràng PPI thuốc chế bơm proton là cái thuốc rất là tốt. Cái phần PPI này mình đã nói rồi, mấy em tự đọc lần trước cách học như thế nào đã nói hết trơn rồi. Cái này là tác dụng phụ của PPI mình cũng học rồi. Rồi mình qua cái vai trò của S. Đây là vai trò của nhiễm Helicobacter pylori và kháng viêm nonsteroid trong lab. Đây là một cái meta analysis để mà em thấy rằng là những bệnh nhân mà NSAID sử dụng lâu dài là phải phòng ngừa, phải tầm soát và diệt được S. pylori, chứ còn không là cái nguy cơ nó kinh khủng lắm. Đối với loét dạ dày tá tràng thì nhiễm H. pylori nó làm tăng nguy cơ loét ở người dùng NSAID lên gấp 3,5 lần. Nếu mà vừa NSAID và nhiễm thêm H. pylori nữa so với không NSAID và không S. pylori thì nguy cơ của thằng mà cả hai cùng đều dương có hết là lên 61 lần, gây loét 61 lần. Và nguy cơ chảy máu ổ loét nếu chỉ dùng NSAID là 1,8 lần. Nếu chỉ nhiễm S. pylori thì nguy cơ là 1,79 lần, nhưng mà nếu cả hai thì nguy cơ tăng lên 6,13 lần. Đó là lý do tại sao người ta phải tiệt trừ S. pylori trên bệnh nhân sử dụng NSAID kéo dài. Và đây một nghiên cứu để cho thấy rằng là gì, khi tiệt trừ S. pylori thì giảm tỷ lệ loét ở người sử dụng NSAID với cái OR là 0,43, tức là mình giảm được 57% ha, 57% nguy cơ loét trên bệnh nhân sử dụng NSAID mà có mình diệt trừ S. pylori. Do đó người ta khuyến cáo trên bệnh nhân sử dụng NSAID kéo dài là phải gì? Là phải kết hợp với PPI. Thế nào là sử dụng NSAID kéo dài? Sử dụng từ 2 tuần trở lên là mấy bạn coi như là sử dụng kéo dài rồi, về tầm soát á, đặc biệt 1 tháng là mình nên tầm soát. Bây giờ tổn thương của đường tiêu hóa dưới với NSAID. Đây là cắt giảm tổn thương đường tiêu hóa dưới, mấy bạn thấy tỷ lệ rất là cao. Chứ không phải chỉ có tiêu hóa trên, thứ nhất là rối loạn hấp thu, thứ hai là tình trạng viêm của ruột, thứ ba là tăng tính thấm của ruột, thứ bốn là loét niêm mạc, thứ năm là thiếu máu, mất máu do chảy máu rỉ rả, tổn thương chảy máu rỉ rả, chảy máu ẩn ở đường tiêu hóa dưới, thứ sáu là bón, những cái biến chứng đòi hỏi nhập viện. Thì nguy cơ của ba cái đầu đến 70%, kế tiếp là 40%, 30%, tỷ lệ rất là lớn ha, mà mình thường ít khi quan tâm đến đường tiêu hóa dưới nha. Đây là những cái nghiên cứu mà người ta nội soi, cho bằng cái viên soi, người ta cho bệnh nhân uống cái viên nang vào đường tiêu hóa để phát hiện những cái tổn thương của đường tiêu hóa dưới, đặc biệt là ruột non, trên bệnh nhân sử dụng NSAID và aspirin liều thấp. Thì nó có những cái kết luận sau đây, tôi tổng hợp lại luôn rồi. Slide này nó có tổng hợp. Thứ nhất là các triệu chứng này, các cái tổn thương này xuất hiện sớm trong vòng 2 tuần lễ. Thứ hai là cho dù có kết hợp với PPI hay không thì cái tổn thương của đường tiêu hóa dưới, đặc biệt ở ruột non, nó không có hiệu quả. Thứ ba là aspirin liều thấp vẫn có thể gây tổn thương, và cái tổn thương này xuất hiện rất là sớm, từ 2 tuần lễ. Tất cả những tổn thương của đường tiêu hóa nó thường xuất hiện trong vòng 2 tuần lễ. Chọn lọc cấp 2 không làm giảm nguy cơ của đường tiêu hóa dưới, đó là những cái kết luận từ những cái nghiên cứu này. Tức là trên bệnh nhân này mấy bạn sử dụng PPI chẳng có hiệu quả gì, nó chỉ có hiệu quả tiêu hóa trên, nó không có hiệu quả tiêu hóa dưới. Thứ hai là sử dụng chọn lọc cấp 2 nó cũng có chắc có tác dụng gì đối với đường tiêu hóa dưới hết, mà nó xuất hiện rất là sớm, những cái tổn thương này xuất hiện rất là sớm trong vòng 2 tuần. Và dù các bạn có
sử dụng aspirin liều thấp đi chăng nữa thì nó vẫn có thể gây những tổn thương. Về cơ chế là chủ yếu là cơ chế là tăng tính thấm ruột non và kích hoạt hệ thống miễn dịch bẩm sinh trong quá trình phát triển. Do đó nó gây ra quá trình phát tổn thương ruột non do NSAID, hai quá trình tăng tính thấm và kích hoạt hệ thống miễn dịch khác, hệ thống gọi là miễn dịch bẩm sinh đó. Đó là hai cơ chế chính gây tổn thương đường tiêu hóa dưới. Chứ là tổ, nó liên quan đến prostaglandin, nó không có liên quan nhiều à, mà nó chủ yếu nó gây ra những hai quá trình này. Thành ra đó là lý do tại sao mình sử dụng prostaglandin hoặc là mình sử dụng thuốc ức chế PPI nó không có hiệu quả. Đây là một hình ảnh cho thấy những cái tổn thương của đường tiêu hóa dưới qua nội soi ruột non à, cho NSAID gây ra. Nó có thể gây ra những cái tổn thương dạng ồn oval hoặc là những cái loét dọc hoặc là những cái loét mà có hình tròn hoặc là những cái chít hẹp vân vân, nó gây ra rất là nhiều kiểu tổn thương ha. Đây là những cái thuốc mà ta làm nghiên cứu năm 2020 mới nhất, những cái thuốc mà người ta thấy rằng là nó, người ta coi xem cái hiệu quả của nó trên vấn đề phòng ngừa những cái biến chứng mà gây ra do NSAID và aspirin liều thấp như thế nào. Thì trong những cái thuốc này thì người ta thấy rằng chỉ có một thuốc có khả năng, đây cái thuốc đầu tiên, cái thuốc mà có khả năng mà được nghiên cứu nhiều nhất trong vấn đề phòng ngừa đó là misoprostol. Còn những cái thuốc khác như kháng sinh rifaximin, probiotic vân vân, rifampicin cũng được nghiên cứu nhiều này, thì em sẽ coi cái kết quả của người ta như thế nào. Thì kết quả của nó từ năm 2020 á, người ta thấy là tổn thương tiêu hóa dưới rất là thường gặp nhưng tỷ lệ biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng thường thấp, tức là may mắn là cái tổn thương để mình phát hiện trên nội soi hoặc trên viên nang á, thì rất là nhiều, nhưng mà khi nó có triệu chứng rõ ràng trên lâm sàng thì không có nhiều. Thứ hai là ức chế cấp 2 thì nó không hơn so với NSAID nói chung trong vấn đề làm giảm tổn thương đường tiêu hóa dưới. Và cái thuốc được chứng minh duy nhất có tác dụng đối với loét ruột non chảy máu như NSAID hoặc aspirin liều thấp là misoprostol, nhưng khả năng bảo vệ vẫn chưa đủ. Nhưng mà các bạn biết misoprostol sử dụng trên lâm sàng rất là khó vì rất là nhiều tác dụng phụ. Hiện nay misoprostol tức là Sitotec đó, nếu bạn phải sử dụng 4 viên một ngày 800 mg, tác dụng phụ rất là nhiều hết. Thứ hai là mình sử dụng lâu dài không có được, mà thuốc này hiện nay được sử dụng như là cái thuốc là phá thai non á. Do đó cái phương pháp điều trị chính đối với những tổn thương đường tiêu hóa dưới do NSAID, đặc biệt là cái xuất huyết nặng á, mà em nghĩ ra cho NSAID thì em chỉ còn phương pháp là ngưng NSAID và đổi thuốc khác thôi. Đó là nói tới NSAID. NSAID là cái thuốc quan trọng nhất đối với đường tiêu hóa. Ngoài ra mình sẽ có những cái thuốc khác, ví dụ như non opioid, thuốc chống trầm cảm, thì tác dụng phụ sợ nhất của chống trầm cảm ba vòng là bón SSNRI là buồn nôn nôn. Đối với thuốc chống động kinh gabapentin thì có thể gây buồn nôn nôn ha, pregabalin thì có thể gây bón, thì những cái này mình có thể điều trị triệu chứng được, nó có nguy hiểm gì. Opioid á phiện thì 90% gây bón, nó cần thiết thì mình phải sử dụng thuốc dụng trường. Nếu mà thuốc dụng trường không hiệu quả thì mình sử dụng thuốc ha. Buồn nôn nôn ói thì mình xài propinetic à, nó có một cái hội chứng ruột do thuốc á phiện gây đau bụng ói mửa sụt cân, thì những trường hợp này mình phải ngưng những cái thuốc á phiện. Để tóm lại về đường tiêu hóa thì sợ nhất là NSAID. NSAID có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa trên và dưới. Thuốc ức chế bơm proton là thuốc có hiệu quả, được khuyến cáo chọn lựa trong phòng ngừa loét do NSAID ha, của đường tiêu hóa trên. Chọn lựa NSAID và sử dụng PPI để ngừa loét và biến chứng của loét tùy thuộc vào nguy cơ tiêu hóa và tim mạch. Nhớ hai ba nguy cơ tiêu hóa: nguy cơ cao, trung bình, thấp. Nó chỉ cần một, có bốn yếu tố nguy cơ, chỉ cần có một yếu tố nguy cơ thì nguy cơ trung bình, có tiền căn xuất huyết tiêu hóa do loét, hoặc có hai yếu tố nguy cơ thì xếp là nguy cơ cao, và không có yếu tố nguy cơ nào thì mới được gọi là nguy cơ tiêu hóa thấp. Và nguy cơ tim mạch cao thì các bạn phải sử dụng naproxen, còn nguy cơ tim mạch thấp thì các bạn có thể sử dụng những nhóm khác. Và khi sử dụng naproxen cho dù nguy cơ tiêu hóa thấp đi chăng nữa, các bạn vẫn phải phối hợp với PPI. Khi các bạn sử dụng NSAID kéo dài từ 2-3 tuần trở lên thì phải tầm soát và dự trữ S. pylori, không thôi nó đưa ra biến chứng gì xuất huyết do loét hoặc loét, biến chứng nó nguy cơ rất là cao. Và đối với tiêu hóa dưới thì rất là nhiều tổn thương, và tổn thương nó gặp rất là thường gặp do sử dụng NSAID, nhưng cái biểu hiện trên lâm sàng thì nó không có nhiều. Cũng may mắn cho mình là như vậy, mình đâu có phương pháp nào để phòng ngừa ngoài ra, mình chỉ có cái misoprostol thôi, nhưng mà hiện nay cũng được xem là cái thuốc nó cũng không có phù hợp trên lâm sàng lắm. Do đó
đối với những tổn thương tiêu hóa dưới mà do NSAID mà bắt buộc mà nó chảy máu nó nguy hiểm đến tính mạng thì bạn bắt buộc phải ngưng NSAID và đổi qua thuốc khác. Bây giờ mình qua cái thuốc trên bệnh nhân giảm đau trên bệnh nhân xơ gan. Thì cái nhóm thuốc đầu tiên là cái nhóm acetaminophen, là paracetamol đó, là cái thuốc mình hay sử dụng nhất. Thì để mình hiểu được cái thuốc này thì các bạn phải nắm được cái chuyển hóa thuốc. Thì acetaminophen 90% chuyển hóa thành bromelain và chuyển hóa sulfat. Cái này hoàn toàn không độc, 90% chuyển hóa thành dạng không độc và được thải qua thận. 5% thải thẳng qua thận ở cái dạng nguyên của nó chưa có chuyển hóa. Nó chỉ có 5% là nó được chuyển hóa qua gan, qua cái hệ thống ship và thành những cái chất chuyển hóa tái hoạt. Và cái chất chuyển hóa này thì nó đi hai con đường. Bình thường mình có một cái nguồn dự trữ potassium ở trong gan thì nó qua cái đường dự trữ này nó chuyển thành một chất mercaptan và axit cysteine thì nó được thải qua thận ở dạng không độc. Chỉ những trường hợp mà do cái chất này nó được nhiều quá, nó potassium không đủ sức thì nó phải đi qua con đường không potassium. Thì khi đi qua con đường không potassium thì nó tạo ra một cái chất gọi là N-acetin B benzoquinone imin, viết tắt là NAPQI. Thì cái chất này là chất độc cho gan. Do đó, đối với những cái acetaminophen nó chỉ độc cho gan trong những cái tình huống là khi mình sử dụng quá liều, khi mà nó quá nhiều nó vượt quá cái chuyển hóa của glutathione thôi. Do đó, độc của acetaminophen là độc tùy thuộc vào liều ha. Nó không tùy thuộc vào, rất là hiếm khi những bệnh nhân dị ứng acetaminophen, nếu mà dị ứng thì tổn thương theo kiểu đặc dị rồi. Nhưng đa số tổn thương gan của acetaminophen là tổn thương liên quan đến liều lượng. Do đó cái thuốc này được xem là một cái thuốc hiệu quả nhất, hiệu quả và an toàn nhất trên bệnh nhân có bệnh lý gan nếu mà sử dụng đúng liều. Tại sao mà người ta hay có một cái khuynh hướng người ta nghĩ rằng là acetaminophen là độc cho gan? Lý do là trước đây người ta tự tử rất là nhiều bằng acetaminophen. Do đó khi mà bệnh nhân đi ra ngoài mua nhà thuốc hoặc là đi khám bác sĩ thì hầu như có một cái nhầm lẫn là gì? Cứ nghĩ bệnh gan là không được sử dụng acetaminophen, trong khi đây là thuốc được xem là an toàn nhất theo FDA, thuốc an toàn nhất để sử dụng bệnh gan nếu mình sử dụng đúng liều ha. Cái nhầm lẫn này không phải chỉ ở Việt Nam mình đâu mấy bạn, mà ở Mỹ nó thống kê đã thấy cái nhầm lẫn với cái kiến thức này ở bác sĩ ở Mỹ cũng rất là nhiều, do họ bị ảnh hưởng một cái hiện tượng là tự tử vì acetaminophen chết vì bệnh gan quá nhiều ha. Trên bệnh nhân bệnh lý gan thì cái dự trữ glutathione này có thể giảm ở người sơ gan, người suy dinh dưỡng. Nên bạn nhớ là những cái bệnh nhân sơ gan hoặc suy dinh dưỡng thì cái dự trữ glutathione giảm. Do đó khi mình sử dụng paracetamol, mình sử dụng một cái liều vừa phải thôi để nó tránh chuyển hóa qua con đường nông glutathione. Chỉ có 5% thôi bạn nha. Rượu, tất cả những ca nghiện rượu đều giảm dự trữ glutathione. Glutathione là glutathione trong gan, nhưng phải glutathione mà uống cho trắng da đâu nha. Cái này là khác à. Thành ra nhiều bạn nó uống the pole để cho mua cái glutathione uống vừa trắng da vừa phục hồi glutathione, không có đâu. Glutathione này là limited, nó chỉ có giới hạn trong gan thôi, nó không có tự tạo ra được. Và ở bệnh nhân mà bệnh gan thì cái thời gian bán hủy của acetaminophen này nó dài ha, nó dài, do đó nó có thể bị dồn liều và nó gây độc. Chính vì vậy mà FDA nó đưa ra cái liều khuyến cáo an toàn nhất cho bệnh nhân sơ gan không nghiện rượu là 2-3 gram một ngày, sử dụng trong thời gian ngắn thôi, không sử dụng mỗi ngày, thành ngày từ ngày này qua ngày khác, trong một thời gian ngắn thôi. Thì các bạn thấy liều 2-3 gram là cái liều mình thường dùng rồi, thường mình xài bình thường, mình đâu có xài liều cao lắm đâu. Nó 2 gram là 4 viên một ngày rồi. Còn nếu những người mà có nguy cơ thấp, thì những người mà có nguy cơ thấp, những người bệnh gan mãn không có nghiện rượu, sơ gan còn buồn, nếu sử dụng một lần á thì sử dụng 4 gram, dưới 4 gram một ngày. Tóm lại là acetaminophen mấy bạn có sử dụng 3 viên 500mg một ngày không vấn đề gì hết. Trên bệnh nhân sơ gan, thậm chí sơ gan mất bù. Ha. Còn nếu mà bệnh nhân mà vừa sơ gan do rượu nữa thì bạn sử dụng 1-2 viên một ngày, khoảng 1g, 1,5g một ngày là ok, không vấn đề gì hết. Như vậy acetaminophen là cái thuốc đầu tiên cho thấy an toàn ha, nếu mà bạn sử dụng đúng liều. Cái này là FDA approved ha. Và NSAID. NSAID là gì? NSAID là cái thằng độc nhất cho gan, mà mình cứ tưởng là không sử dụng para thì mình sử dụng NSAID là sai lầm hoàn toàn. NSAID mấy bạn biết hả, nó ức chế cốc 2 đúng không, cốc 1, cốc 2, nó ức chế prostaglandin. Nhưng mà trên bệnh nhân sơ gan thì người ta có cái hiện tượng là kích hoạt hệ RAA, renin angiotensin aldosterone và hệ giao cảm. Thì hai cái hệ này á, nó có tác dụng là gì? Nó giảm tưới máu thận. Thì cái prostaglandin này nó lại có tác dụng là gì? Nó ức chống lại hai hệ này để tăng tưới máu thận.
Do đó khi mình sử dụng NSAID cho bệnh nhân xơ gan á, là mình sẽ làm giảm prostaglandin, mình giảm tiết máu thận, giảm độ lọc cầu thận, giảm thải nước tự do và giảm tác dụng của thuốc lợi tiểu. Đó là lý do tại sao trên bệnh nhân xơ gan tôi nói với em hoài, đặc biệt xơ gan mất bù là việc đối chống chỉ định sử dụng NSAID thì nó sẽ gây tổn thương thận á. NSAID nó làm tăng nguy cơ xuất huyết do loét, do vỡ giãn từ mạch thực quản, làm giảm chức năng thận và phát và nó gây ra bệnh. Nếu bệnh nhân có bán bụng thì sẽ gây ra bán bụng kháng lợi tiểu trên bệnh nhân có tăng áp cửa. Nó giảm độ lọc cầu thận ở bệnh nhân gan mảng nặng hoặc xơ gan. Hầu hết NSAID nó được chuyển hóa bởi hệ thống xít và liên kết cao với albumin huyết thanh, do đó nó tăng tính sinh khả dụng của thuốc và gây độc ở gan ở bệnh gan nặng hoặc xơ gan. Ngoài nó có tác dụng là ức chế prostaglandin thì NSAID nó còn gây độc cho gan riêng lẻ từng loại nữa. NSAID thường thường nó gây tổn thương theo kiểu đặc dị. Do đó người ta là gì, trên bệnh nhân mà xơ gan mãn, bệnh nhân mà bệnh gan mãn nhẹ mà không chưa có xơ gan á, F1, F2 á, ví dụ như F1, F2 các bạn có thể sử dụng NSAID được, F3 cũng có thể được, nhưng khi bệnh nhân đã xơ gan rồi á, hoặc là viêm gan mà đang giai đoạn hoạt động men gan đang cao á, xơ gan cho dù còn bù hay mất bù thì người ta không không cho sử dụng ha, người ta không khuyến cáo sử dụng trên bệnh nhân xơ gan nặng, bệnh nhân xơ gan dù còn bù hay mất bù hoặc bệnh nhân có bệnh gan nặng, tức là bệnh gan mà đang giai đoạn hoạt động. Thì bạn nhớ trên bệnh nhân xơ gan là mình nên chọn lọc nhóm paracetamol để giảm đau hạ sốt, chứ mình không chọn lọc cái NSAID. Nhóm kế tiếp là nhóm áp phiện, thì ống áp phiện mình chỉ sợ nhất là gây bệnh nạo gan thì bệnh nhân xơ gan thôi ha. Và cái thứ hai nữa là cái ống áp phiện này nó chuyển hóa chủ yếu vào hệ thống xít hoặc glucuronidin hóa ở gan, và trong bệnh lý gan thì hai cái hệ thống này nó giảm, do đó nếu mình phải sử dụng opioid thì mình sử dụng ở liều thấp. Thì mình chọn lựa những cái thuốc nào mà ít ảnh hưởng đến gan. Thì trong những cái nhóm opioid mà để ảnh hưởng đến gan á, thì người ta có khuynh hướng chọn fentanyl á, fentanyl là an toàn nhất. Còn đối với morphine, oxycodone hoặc hydromorphone á, thì mấy bạn nên giảm liều và kéo dài thời gian sử dụng, thường giảm dừng một nửa hoặc là kéo dài thời gian sử dụng ra. Tramadol xài được ha, tramadol xài được, sử dụng liều thấp trên cả xơ gan gì còn bù, nhưng mà nếu mất bù thì nên hạn chế và không nên kết hợp với morphine chống trầm cảm ba vòng, chống co giật SSRI và đưa đến hội chứng, vì nó đưa đến hội chứng serotonin. Thành ra hồi mà tôi ở gia đình hoặc là ở 115 mà khi được hội chẩn á, hội chẩn về sử dụng thuốc giảm đau đặc biệt ở những khoa khớp á, thì tôi hay phối hợp tramadol với là acetaminophen á, ở cái liều thấp là cái thuốc gì ta nói ta em quên rồi, Entresep ha. Có những bệnh nhân vào sốt 39-40 độ mà mấy bạn không dám cho một viên paracetamol vì các bạn sợ là bệnh nhân này xơ gan, các bạn vẫn cho được, thậm chí mấy bạn quyền mua efferalgan 1 gram cũng không vấn đề gì hết, nếu bạn sử dụng đừng quá 1,5 đến 2 gram một ngày. Chứ mấy bạn để bệnh nhân cứ sốt 39-40 độ mà lau mát sao chịu nổi ha? Hoặc là giảm đau mấy bạn sử dụng NSAID rất là nguy hiểm. Nên thường là tôi sẽ cho Etoricept uống uống 2 viên một ngày là ok, 2 đến 3 viên một ngày là được. Đó là nhóm opioid ha. Đặc biệt trên xơ gan sử dụng opioid mà liều cao thì coi chừng bệnh nạo gan thôi. Về vấn đề chuyển hóa của nhóm này thì các bạn sẽ xem cái bảng này. Codeine là chuyển hóa ở gan ha. Morphine đa số là chuyển hóa hoặc glucuronidin hóa ở gan hết. Có meperidine này, meperidine thì tránh sử dụng trên bệnh nhân suy thận ha. Thì cái thời gian chuyển hóa của nó sẽ tăng, thời gian bán nguyện của nó sẽ tăng lên 15 đến 30 tiếng ở bệnh nhân vừa suy gan vừa suy thận. Nên những bệnh nhân mà bệnh gan nặng á, thì mấy bạn cũng tránh sử dụng cái piperidine. Fentanyl thì được ha. Tramadol sử dụng giảm liều và giảm cái khoảng cách ở những bệnh nhân suy thận và suy gan. Methadone cũng sử dụng được nhưng mà chỉnh liều cẩn thận. Tóm lại những cái trường hợp này nó hay là kéo dài cái thời gian bán vị, thành ra mấy bạn phải chỉnh liều. Kế tiếp là nhóm chống trầm cảm ba vòng, nhóm này cũng được chuyển hóa ở hệ thống xít ở gan và bài tiết qua thận. Nhóm này được chỉ định, được phép sử dụng trên bệnh nhân xơ gan, thậm chí xơ gan mất bù, sử dụng liều thấp một lần một ngày á. Thường là sử dụng buổi tối vì nó có tác dụng gây ngủ, nhưng mà một cái tác dụng phụ là bón, mình sợ nhất là bón nó gây bệnh não gan thôi. Thì trong cái nhóm thuốc này thì nortriptyline và desipramine là tốt nhất vì nó ít tác dụng phụ về khi ngủ.
Thì hiện nay phòng khám của tôi đang xài nấm Triptilin với em, vậy hạt sách tay thôi chứ cái này mua ở ngoài không có. Mấy bạn thường xài Amitriptyline cũng được, nhưng Amitriptyline nó gây buồn ngủ và nó gây bó. Để chống trầm cảm 3 vòng xài được ha. Rồi, tiếp theo nhóm chống co giật. Nhóm chống co giật thì đầu hết chuyển hóa qua gan và bài tiết qua thận, cho nên mấy bạn phải giảm liều và tăng khoảng cách liều. Carbamazepine thì không được sử dụng. Mấy bạn sử dụng được gabapentin. Gabapentin là gì? Là gì, là cái gì ta? Nó là nó là cái gì, cái tên thương mại nó là cái gì quên mất rồi. Gabapentin là cái tên của nó là gì ta? Mấy em nhớ không? Dạ, Neurontin, neurotin, neurontin neurotin. 300 mg. Cái này xài được. Neurontin. Cái này xài được. Nó thì nó không chuyển hóa qua gan và thích hợp cho bệnh nhân xơ gan. Nhưng nó có tác dụng phụ chóng mặt, buồn ngủ, gây nôn á. Thì nó không dung nạp được bệnh nhân suy thận thôi. Chứ còn nó xài được cho bệnh nhân xơ gan, pregabalin xài được ha. Cho bệnh nhân xơ gan xài được gabapentin, pregabalin. Như vậy xài được nhiều lắm đúng không? Mắc mới gì mà phải xài NSAID. Như vậy tóm lại là gì, trên bệnh nhân xơ gan hoặc bệnh nhân không có suy thận, không có nghiện rượu, nếu có nghiện rượu thì cái liều paracetamol phải giảm xuống nha. Thì men chia làm đau đau là đau do thần kinh hay đau là do tạng. Còn cái nào mà thuốc giảm đau không đề cập tới đây là thuốc giảm co thắt thì xài thoải mái không có sao hết nha. Ba cái thuốc giảm co thắt xài trên xơ gan được, cái nào không đề cập đến bài này. Nếu giảm đau do tạng, do cơ xương thì đứng hàng đầu là paracetamol. Luôn luôn phải có paracetamol với liều của nó là dưới đến 2-3 gram một ngày. Nhưng mà thường mình chỉ xài tới khoảng gì? 1 gram rưỡi 2 gram thôi. Rồi, nếu không hiệu quả phối hợp thì tramadol, tức là mình sử dụng gì? Etanercept với liều của tramadol là 25 mg 18 giờ. Nếu mình sử dụng etanercept mà không bớt thì coi như là đau này đau khó trị, thì mình có thể xem xét thêm gì? Morphine, pyrimorphine hoặc là phentermine. Ha. Khi mà đã phối hợp với morphine thì tạm thời ngưng tramadol vì sợ đưa đến hội chứng serotonin. Rồi nếu mà đau của nó là đau do thần kinh, đau do thần kinh ví dụ cho đau do dây thần kinh cho bệnh nhân đái tháo đường á, hoặc là đau sau zona, đau mà liên quan đến thần kinh thì mấy bạn sử dụng nhóm gì, nhóm chống trầm cảm 3 vòng, nortriptyline 10 mg uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc chọn lựa despiramin, một trong hai cái này cái nào cũng được, hoặc và tức là hai cái này hoặc là gabapentin. Gabapentin là chống co giật neurontin, hoặc mấy bạn có thể phối hợp luôn chống trầm cảm 3 vòng với gabapentin. Đối với những cái ca mà nó đau do zona, mấy bạn nhiều lúc sử dụng luôn cả amitriptyline phối hợp với gabapentin luôn á, nó mới chịu nổi. 300 mg uống một ngày thôi, đừng uống liều cao. Hoặc không có gabapentin thì sử dụng pregabalin, hẳn là 150 mg uống hai lần một ngày, và thấy chưa, cái này nó hoặc nhưng mà và lúc nào cũng có vai trò của acetaminophen hết. Acetaminophen liều của nó là 1-2 đến 3 gram, ta cho đến 2 đến 3 gram. Như vậy là cả hai cái loại đau đau diễn biết, thuốc trong tay lúc nào phải có acetaminophen vì người ta nói nó là thuốc hiệu quả và an toàn nhất trên bệnh nhân xơ gan. Và khi nó phối hợp với những cái thuốc giảm đau cơ chế khác thì nó làm tăng hiệu quả những cái thuốc đó lên. Và đó là cái bảng, ha. Mấy bạn muốn lấy cái bài phân tích thì mấy bạn vô Mayo Clinic theo cái đường link này, hoặc mấy bạn vào UpToDate mấy bạn vô cái bài đau trên bệnh nhân xơ gan nó cũng có. Và những cái mới mà tôi trình bày với bạn á, thì mấy bạn xem thêm cái tài liệu coi. Chứ tới năm 2020 nó vẫn chưa có cái gì mới hết. Rồi như vậy là rõ rõ mình sẽ tóm tắt lại về cái phần này. Acetaminophen là thuốc an toàn ở bệnh nhân viêm gan nặng và xơ gan với liều thấp trong thời gian ngắn. NSAID nên tránh là bệnh nhân viêm gan nặng, xơ gan kể cả mất bù và còn bù. Nhóm opioid có thể dùng liều thấp ha, và cách khoảng nó ra để tránh nguy cơ thúc đẩy bệnh đau gan. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng, chống co giật như gabapentin, pregabalin là lựa chọn trong điều trị giảm đau cho thần kinh ở bệnh nhân có bệnh gan nặng và xơ gan. Rồi cái bài này hết rồi đó, em có thắc mắc gì không? Dạ, thôi cho em hỏi, một bệnh nhân xơ gan mà diễn tiến đến ung thư gan giai đoạn cuối mà giờ đưa vào chăm sóc giảm nhẹ, thì giờ thường thì chăm sóc sóc giảm nhẹ thì dùng opioid, mà giờ bệnh nhân xơ gan ung thư gan như vậy thì giờ mình cái giảm đau Ta chăm sóc xài giảm mà, nhẹ người ta thấy fentanyl tinh giá hoài đó. Nhóm opioid xài được mà, nãy giờ có nói cấm opioid đâu, chỉ có cái opioid khi mấy bạn sử dụng liều cao trên xơ gan mất bù coi chừng nó vô bệnh đảo gan thôi, hoặc là ức chế hô hấp thôi, vì cái những trường hợp trên opioid bệnh nhân xơ gan nó kéo dài thời gian đắp vỉ ra hơn bình thường, nó đâu có chống chỉ định đâu. Em thấy mấy ca ung thư mua fentanyl ta dán hoặc là ta chích morphine à, lúc đó còn tính gì nữa, còn sợ gì nữa.
Dạ, em cảm ơn luôn. Dạ, cô cho hỏi cái thời gian sử dụng Cytotec đó cô. Nguyên tắc là gì? Tất cả PPI và Cytotec còn uống NSAID là còn phòng ngừa. Khi nào em ngưng NSAID em mới ngưng thuốc thôi. Dạ, phòng ngừa loét và biến chứng của loét trên bệnh nhân sử dụng NSAID là uống cùng lúc với NSAID và kéo dài. Khi nào thằng NSAID ngưng thì thằng đó mới ngưng thôi. Chính vì vậy mà Cytotec mình không có xài được là vì vậy đó. Mình xài phải nhiều đến 800 mg, mà xài ngày nào cũng xài sao chịu nổi, hiểu không? Thành ra mình phải sử dụng PPI. PPI thì liều gì? Liều chuẩn một lần một ngày thôi nha. Liều để phòng ngừa loét là liều chuẩn một lần một ngày. Là xài liên tục kèm theo với không phải. Dạ, cảm ơn cô. Mà mấy em ngồi ở phòng cấp cứu hoặc mấy em ở phòng tiêu hóa, mấy em sẽ thấy khoa tiêu hóa thì gặp rất là nhiều trường hợp bệnh nhân vô xuất huyết tiêu hóa do NSAID hoặc aspirin mà không được phòng ngừa. Đó. Cứ trên 65 tuổi phòng ngừa hết đi vì nó là một yếu tố nguy cơ rồi. Em còn thắc mắc gì không? Bệnh nhân mà có sốt đùng đùng thì cho một viên paracetamol uống cũng chẳng có sao đâu. Nhưng mà trong người mình phải thủ sẵn sắc bài vở, để lỡ mà trưởng khoa của mình người ta không nắm, người ta cứ tưởng một viên para có thể gây suy gan mà chết á, ta đổ thừa mình có đường mình cãi lại nha. Thành ra lên tải cái bài full test xuống. Mấy em mà thấy sơ gan em sợ lắm, không dám cho một viên para luôn á, trong khi quốc NSAID vô lại còn chết sớm hơn. Có một ca mấy em biết đồng nghiệp của mình á, uống một viên Celecoxib Thermobix thôi đó mà suy gan suy thận luôn á, nằm đến một tháng trời mới ra được, phải lọc máu liên tục. Mấy em xét sợ lắm nha mấy em. Mình còn thắc mắc gì không? Em còn thắc mắc nữa thì hai nhóm chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 bàn nhau qua tuần sau muốn học mấy buổi. Trình chuyên đề có làm kịp không? Nếu trình được thì trình 2 buổi, còn không thì trình 1 buổi. Thì báo cho tôi xếp lịch. Thì nếu mà tôi thấy có bài gì hay mấy em cần á, mấy em đề xuất thì tôi dạy, thì hầu như tôi nhiều bài quá tôi không biết mấy em có nhu cầu gì, vì dạy mấy em cũng cần hết nhiều lắm rồi. Mấy em coi cần học thêm cái gì nha. Mình còn cái IBS chưa? IBS có trong cái nhóm trình không? IBS mình có trong cái nhóm mình trình không? Thì thư dạ, anh như không á chị. Mấy bạn coi mấy bạn cần học cái gì? Đặc biệt với bạn bên chuyên khoa tiêu hóa thế mình cần học thêm cái gì nữa thì nhắn tôi là tôi coi có phải tiếp cho mấy bạn đi. Mấy bạn học còn cái gì chưa ta? Còn nhiều thứ lắm. Trên phụ nữ có thai, bệnh gan trên phụ nữ có thai học chưa? Bệnh gan trên phụ nữ có thai nè. Cái đó khó quá thì thôi, muốn học thì học, không học thì thôi. À, mấy cái bệnh ruột, bệnh viêm ruột thì nó ít gặp đúng không? Thì thôi đừng học. Cái bệnh viêm ruột thì dân nào tiêu hóa thì mấy bạn học thôi, chứ còn thường là mấy bạn cũng không có gặp đâu, mà thường hay gặp nhất là IBS. Còn có cho là trình chuyên đề tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn không vậy? Dạ có chị. Nếu vậy thì trình chuyên đề tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn cái đó mình hay gặp nha. Rồi, nếu không có thắc mắc gì nữa thì mình nghỉ. Rồi mấy em muốn tuần sau mấy em, nếu không có gì thay đổi thì mình cũng sẽ học thứ 3 tới 5. Còn nếu mấy em bận rộn gì thì mấy em nhắn tôi để tôi sắp xếp. Rồi ha, vậy mình nghỉ nha.